Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Centity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác như là reset mặc định, khôi phục lại mật khẩu trên các dòng router Cisco ISR 4000. Ở đây thì mình đang sử dụng dòng ISR 4331 để demo. Những cái dòng router khác chạy cùng OS cho nên là nó cũng tương tự thôi. Các bạn có thể áp dụng với tất cả các dòng router thuộc 4000 series. Thông thường thì với yêu cầu reset lại router, chúng ta sẽ có 3 trường hợp chính. Trường hợp đầu tiên là các bạn muốn khôi phục mặc định lại router nhưng vẫn truy cập được vào CLI của router, nghĩa là các bạn vẫn có mật khẩu hoặc router chưa được cấu hình mật khẩu. Trường hợp thứ hai là các bạn muốn khôi phục mặc định lại router nhưng không truy cập được vào router do không nhớ password hoặc không được bàn giao. Trường hợp 3 là các bạn quên mật khẩu hoặc không được bàn giao nhưng các bạn chỉ muốn đổi mật khẩu vẫn giữ nguyên cấu hình cũ của router. Ok, mình sẽ bắt đầu với trường hợp đầu tiên. Đây là trường hợp đơn giản nhất. Nếu có thể truy cập được vào router thì các bạn chỉ cần gõ lệnh erase trong mode exec là xong. Khi đó thì router sẽ xóa toàn bộ config file đi. Các bạn reload lại router là xong. Sau khi khởi động lại thì router sẽ khôi phục lại cấu hình mặc định ban đầu. Đối với trường hợp 2 và 3 thì cách làm của chúng ta sẽ tương tự nhau, chỉ khác nhau ở bước cuối cùng nên mình sẽ gộp chung lại nhé. Router của mình đã được đặt password truy cập cả console và enable. Giả sử mình không biết pass này và cần reset lại router, khi đó thì các bạn sẽ cần phải truy cập vào romon của router. Để truy cập vào Roamon thì chúng ta cần phải khởi động lại router và nhấn Ctrl-C hoặc phím Break ở trên bàn phím. Với những bàn phím không có Break thì các bạn có thể sử dụng các phần mềm Console và Send Break ở trên đó. Ví dụ mình sẽ sử dụng phần mềm PuTTY để Console vào router. Để gửi lệnh Break đến router thì các bạn kích chuột phải vào thanh phía trên. Chọn Special Command Break giữa các version của router hoặc các mã khác nhau thì có thể một số trường hợp các bạn nhấn Ctrl C không được nên các bạn có thể thử cả hai. Bấm phím break thì lúc nào cũng được, còn Ctrl C thì hên xui các bạn nhé. Ok, mình sẽ khởi động lại router và bấm send break trên putty. Các bạn cứ bấm liên tục một trong hai cách khi router vừa bật lên Khi router vào chế độ ROMmon như này thì là ok. Mình sẽ giải thích qua một chút nhé. Các chế độ hoạt động của router sẽ dựa vào cấu hình thanh ghi, có nhiều loại thanh ghi, tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần biết hai loại thanh ghi chính. Thanh ghi 0x2102 là trạng thái router khởi động bình thường, nghĩa là nó sẽ lấy startup config để khởi động. Đây là cấu hình mặc định và khi router hoạt động bình thường thì các bạn cũng cần cấu hình thanh ghi của router về 2102. Thanh ghi 0 x 2142 là trạng thái router sẽ bỏ qua các thông tin trong NVRAM, nghĩa là bỏ qua Startup Config khi khởi động, mà sẽ khởi động theo cấu hình mặc định. Khi router được cấu hình thanh ghi là 2142 thì dù các bạn có cấu hình gì trên router, có lưu lại cấu hình đi chăng nữa thì khi router khởi động lại nó đều quay về Default Factory. Tuy nhiên thì cấu hình của các bạn sẽ không mất đi nhé, mà router chỉ không sử dụng nó để khởi động thôi. Do vậy, ở trong Mode Ramon này, để khôi phục mặc định hay là recovery lại password thì các bạn sẽ chỉnh thanh ghi về 2142 bằng lệnh CONFREX 0x2142. Sau đó reset lại router là xong. Lúc này thì router sẽ khởi động với cấu hình trắng. cấu hình này sẽ là running config còn cấu hình cũ của router sẽ vẫn được lưu trong startup config mình sẽ sâu thử các bạn có thể thấy là toàn bộ cấu hình cũ của mình vẫn còn nghĩa là running config là cấu hình trắng, còn startup config là cấu hình trước đó của router, khi đó rất đơn giản. Với trường hợp 2, các bạn muốn khôi phục mặc định, nghĩa là xóa toàn bộ cấu hình cũ trên router, bao gồm cả password, thì các bạn chỉ cần gõ lệnh write hoặc copy running config startup config là xong. Khi đó router sẽ ghi đè cấu hình trắng của running config và startup config, đồng nghĩa với việc reset mặc định router. Còn với trường hợp 3, các bạn chỉ muốn đổi mật khẩu, giữ nguyên cấu hình cũ, thì các bạn copy startup config vào running config sau đó cấu hình lại mật khẩu là xong mình sẽ copy sang bây giờ thì running config của mình đã có đầy đủ cấu hình cũ ban đầu giờ mình chỉ cần tạo lại mật khẩu cho router là xong Một việc rất là quan trọng mà các bạn cần lưu ý đó là cấu hình lại thanh ghi cho router. Trước đó ở trong Drummond các bạn đã đổi thanh ghi sang 2142, nghĩa là cứ khởi động lại là router sẽ khởi động với cấu hình trắng. Nên chúng ta cần đổi lại thanh ghi sang 2012, nếu không thì các bạn cấu hình gì thì router khởi động lại cũng sẽ không có đâu ạ. Để đổi lại thanh ghi thì các bạn vào mode config global. Gõ lệnh config register 0x2102 Sau đó thì lưu lại là xong. Để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show version. dòng cuối cùng này chính là thông số của thanh ghi, hiện tại đang là 2142 và sẽ chuyển thành 2102 khi router reboot. Như vậy thì khi router khởi động lại nó sẽ chuyển thanh ghi sang 2102 và vẫn sử dụng cấu hình trong setup config để khởi động và các bạn có thể đăng nhập vào router với password mới vừa cấu hình. Ok, như vậy chắc các bạn cũng đã có thể khôi phục lại router trong những cái trường hợp quên mật khẩu. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và hãy like share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop các bạn nhé.